Tập 32. Mời cô sân khấu. Không hay rồi. Khoan đã. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Sư huynh. Người anh em, đừng đau buồn quá. Tôi tên Trần Hằng Lâm, là trưởng phòng trinh sát tôi giới pháp vừa mới được điều về. Tôi hỏi anh mấy câu có được không? Cái gì vậy? Nhanh lên, bắt người phụ nữ mới xuống tàu. Ở Nhật Bản cũng đã nghe tên tuổi của ông Phùng. Thương hội của các vị lớn nhất bến Thượng Hải. Hai vị lại là cánh tay đắc lực của ông Phùng. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ông Phùng rất quan tâm tới việc cô tới bến Thượng Hải này đó. Cảm ơn. Chúng tôi cũng rất coi trọng chuyện hợp tác với ông Phùng. Cô sân khấu đã đến, mời. Xin mời cô sân khấu mời. Huynh đệ bang phái của Tinh Võ Môn, Đường Lang Môn bị người Nhật Bản tiêu diệt rồi. Kể cả sư huynh chúng ta cũng gặp chuyện bất trắc. Từ hôm nay trở đi, người của Tinh Võ Môn không được trời chung với bọn giặc Nhật. Tiêu diệt Thiên Long Hội, trả thù sư huynh của người Nhật Bản đã nằm ở bến Thượng Hải. Lúc nãy tiểu lục tử đã báo tin đại đảo của Thiên Long Hội và Phùng Kính Nhiêu sẽ tổ chức tiệc ở nhà hàng Hòa Bình, chiêu đãi người phụ nữ Nhật Bản để giết sư huynh chúng ta. Bà ta chính là Sơn Khẩu Hương Tử. Bề ngoài chúng là những người làm ăn chính đáng, nhưng thực chất toàn là người của Thiên Long Hội. Toàn là gián điệp của Nhật Bản. Đúng vậy. Chỉ vì bây giờ thế lực của người ngoại quốc ở Thượng Hải rất mạnh, nên tạm thời trước mắt chúng vẫn chưa dám hành động trắng trợn thôi. Chúng ta nhất định phải giết chết bà ta, trả thù cho sư huynh. Trả thù cho sư huynh. Tam đệ. Sư huynh. Tiểu lục tử. Dạ. Tiểu ảnh tử. Sư huynh. Tiểu xuân tử. Các đệ đi chung với huynh. Những người còn lại chờ ở nhà. Lần này chúng ta nhất định phải trả thù cho sư huynh. Bà Tổng Tháp Trưởng, tình hình là như vậy. Tôi cho rằng
sơn khẩu hư tử đáng nghi ngờ nhất. Chuyện này liên quan tới người Nhật Bản Phùng Kính Nghiêu nữa, cho nên lúc xử lý nhất định phải rất thận trọng. Dạ. Như vậy đi, vụ án này giao cho anh giải quyết. Hy vọng anh có thể phá án nhanh chóng. Dạ. Được rồi, ngày mai cho anh nghỉ một ngày để gặp gỡ bạn bè của anh. Hả? Cảm ơn thám trưởng. Vị này chính là người nổi tiếng khắp bên Thượng Hải, ông Phùng Kính Nghiêu. Không dám, không dám. Vị này chính là cô Sơn Khẩu. À, chào. Mời ngồi. Xin mời. Ông Phùng à, cảm ơn ông hôm nay đã thiết đãi tiệc tiếp đón cô Sơn Khẩu. Nè, chúng ta hãy cùng uống đi. Được. Nào. Mời. Cảm ơn. Sư huynh, tình hình thế nào? Ngoài cửa canh gác rất nghiêm. Ngoài cửa là gì? Ở trong đó càng không rõ rồi. Xin mời. Hôm nay những người trong đó đều là nhân vật quan trọng của Thiên Lâm Hội. Nói không chừng sẽ có sơn khẩu hương tử. Sư huynh à, hay chúng ta xông vào đi. Không được manh động. Sao không chịu động não chút nào hết vậy? Chỗ này đông người, cẩn thận một chút. Đi theo ta. Anh ơi, tới rồi. Anh ơi, đã nói là giá 5 xu rồi mà. Tránh ra. Anh ơi, anh đừng có làm như vậy. Bây giờ trời đang lạnh mà, dù gì anh cũng phải đưa thêm 2 xu nữa chứ. Anh đừng có làm vậy chứ, tôi chạy khổ lắm. Chỉ trả 3 xu, lấy hay không mà kệ. Nè, người giàu thì làm gì được sao? Cái thằng chết tiệt này, mày nói cái gì hả mày? Hả? Kiếp chuyện hả? Tao đập chết mày bây giờ. Trời ơi, lại đi nè. Đánh tôi chứ. Thôi mà. Nhà hàng này lúc nào cũng đông khách vậy sao? Đúng vậy. À, Diễm Vân, bông tai của cô đẹp thật, mua ở cửa hàng Pháp phải không? Chắc là vậy. Ông Phùng mua tặng tôi đó. À, cô đúng là may mắn thật. Một nhân vật có máu mặt như ông ấy mà lại chu đáo với cô tới vậy. Cô ngồi chơi trước, tôi vào nhà vệ sinh một lát. À, được. Cô Phương Diễm Dương, chúng ta biết nhau sao? Tôi đã gặp cô ở trên báo. Liên tiếp 3 lần cô đoạt vương miện nữ hoàng trong vũ hội mừng năm mới. Phải nói cô là một nhân vật rất nổi tiếng ở bến Thượng Hải. Cảm ơn. Cô Phương, tôi là người hâm mộ cô lâu lắm rồi. Hôm nay được gặp cô đúng là rất may mắn. Bắt tay được không? Cô Phương. Diễm Dương. Văn Cường. Sao vậy? Là ai làm? Người đó em không quen biết.
anh đưa em tới bệnh viện. Không cần, em muốn về nhà. Chờ một lát, anh đi với tôi. Dạ. Đi kêu chiếc xe đưa em về nhà. Cô Sơn Khẩu không sao chứ? Tôi không sao. Dễ sợ quá. Ông Phùng, tôi xin phép về trước. Không tiện. Chúng ta đi. Cô Phương, cô cũng là người quen giao thiệp. Mục đích tôi tới đây không nói ra chắc cô cũng biết rồi. Tôi đoán ra được. À, cô Phương rất thông minh. Tình cảm giữa Văn Cường với cô Phùng đang tiến triển tốt đẹp. Ông Phùng đánh giá Văn Cường rất cao, tin rằng không bao lâu Văn Cường sẽ trở thành một thành viên trong họ Phùng. Ý của ông Phùng rất rõ ràng, mong cô bớt tiếp xúc với Văn Cường để tránh gây ra chuyện hiểu lầm. Chú Tường về nhắn lại với ông Phùng. Tôi đã hiểu ý ông Phùng rồi. Tôi biết tôi phải làm sao. Đây là số tiền này. Cô Phương à, tôi khuyên cô một câu. Cô hoàn toàn không cần tỏ ra thanh cao giống như một số người nào đó. Với một cô gái sống một thân một mình như cô, số tiền này vẫn cần thiết. Chú Tường hiểu lầm rồi. Số tiền tôi chắc chắn sẽ nhận mà. Dù gì đây cũng là tấm lòng của ông Phùng dành cho tôi. Nhờ chú Tường nhắn lại với ông Phùng, nói là tôi xin cảm ơn. Cô Phương à, cô nhớ cẩn thận, tôi đi trước. Đúng là một lũ vô dụng. Nhân chứng trà trộn vào mà không biết chút nữa là bỏ mạng rồi. Xin lỗi cô. Xin lỗi là lời giải thích kém cỏi vô dụng nhất, sau này đừng nói nữa. Dạ. Hàng có vấn đề gì không? Không có. Đang nằm trong kho của Thiên Long Hội. Tôi đã đem hàng mẫu tới đây cho cô coi. Bây giờ điều tôi lo nhất không phải là bên phía chúng ta, mà là tình hình của nguyên bến Thượng Hải này. Không cần biết tài liệu Trương Đạt Sinh đã lấy cắp có phải vẫn còn ở Tinh Võ Môn hay không, nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là do Tinh Võ Môn gây ra. Tinh Võ Môn luôn chống đối với chúng ta mà. Chỉ với chuyện xảy ra hôm nay thì nhất định phải tiêu diệt Tinh Võ Môn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch Đại Đông Á của Đế quốc Đại Nhật Bản chúng ta. Kế hoạch này không cho phép có sơ hở, tuyệt đối không thể gặp trở ngại gì. Dạ. Tiêu diệt Tinh Võ Môn, nhưng không nên dùng toàn bộ lực lượng của Thiên Long Hội.
Bây giờ Thiên Long Hội vẫn còn cần hoạt động dưới danh nghĩa là một thương hội, không động võ được. Nếu không sẽ gây chú ý thì khó làm việc hơn. Anh Lực, cô Sơn Khẩu, xin chào cô. Sao cô lại có thời gian ghé qua chỗ tôi vậy? Anh Đinh, tôi nói vài câu với anh có được không? Mời vào trong. Anh Đinh đi theo ông Phùng được bao lâu rồi? Cũng gần một năm rồi. Anh tiến nhanh quá. Là tại ông Phùng coi trọng tôi thôi. Nhưng cũng chứng tỏ anh Đinh có năng lực và cũng rất trung thành. Cô Sơn Khẩu mời ngồi. Con người của tôi không có ưu điểm gì, nhưng lòng trung thành thì đúng là có. Cô Sơn Khẩu có chuyện gì cứ nói ra luôn đi. Sao vậy cô Sơn Khẩu? Thì cũng tại vì tôi là người Nhật Bản. Cô Sơn Khẩu à, tất cả mọi người đều biết phụ nữ Nhật Bản hiền thục và dịu dàng nhất. Với cách ăn mặc giống như hôm nay của cô, không biết có bao nhiêu người đàn ông sẽ chết mê chết mệt đây. Anh Đinh quá khen rồi. Người Trung Quốc luôn nói người Nhật Bản đã ức hiếp họ. Nhưng anh nói xem, một người phụ nữ yếu đuối như tôi thì ăn hiếp nổi ai chứ? Ngược lại bị người khác ăn hiếp thì có. Ồ, có người ăn hiếp cô sao? Cô cứ nói cho tôi biết đi, tôi trút giận giùm cô. Ông Phùng đúng là không nhìn lầm người. Tính thẳng thắn của anh Đinh làm người khác cảm động quá. Có câu này của anh Đinh, Hương Tử đã mãn nguyện rồi. Thương hội họ Phùng chúng tôi bây giờ hợp tác với Thiên Long Hội của cô. Ông Phùng rất quan tâm nên đã căn dặn tôi nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô Sơn Khẩu. Nếu anh đã nói vậy thì tôi xin nói thật với anh về chuyện ở nhà hàng Hòa Bình. Nhà hàng Hòa Bình có chuyện gì vậy? Cô Phương không phải là mục tiêu của chúng. Cô ấy chỉ chịu nhát dao đó thay tôi. Ồ, vậy tức là người mà chúng muốn giết là cô hả? Phải. Chúng là người của Tinh Võ Môn. Tinh Võ Môn à? Lục Quý. Anh Cường. Anh Lục đâu? À, chị mới ra ngoài với một cô gái rồi. Đi đâu vậy? Nói là những người tới Tinh Võ Môn. Các quân đệ của Tinh Võ Môn ai đấy cũng đều rất dũng mãnh khỏe mạnh. Các anh không phải tới đây bắt người chứ? Không, tôi chỉ muốn hỏi anh về chuyện xảy ra ở nhà hàng Hòa Bình thôi. Đúng vậy, chuyện xảy ra ở nhà hàng Hòa Bình là do tôi làm. Nếu đúng là anh làm thì tôi chỉ còn cách giả anh đi thôi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, người mà tôi muốn giết đó mới là hung thủ giết người thật sự. Bà ta đáng bị giết. Bà ta đã giết sư huynh của tôi ở trên tàu. Dù gì bây giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Anh vừa vào đâu để buộc tội bà ta? Vậy lúc người Nhật Bản tàn sát người Trung Quốc, phòng tuần bộ các anh có đi điều tra rõ không? Lần này tôi không giết được bà ta,
có như bà ta may mắn. Nhưng mà tôi có thể nói trước, sớm muộn gì bà ta cũng chết trong tay tôi. Lưu Minh, anh nghe tôi nói đã. Trừng trị hung thủ là chuyện của phòng tuần bộ chúng tôi. Tôi là một tuần bộ, tôi sẽ không để cho bất cứ hung thủ nào lọt lưới đâu. Anh ra tay giết người giữa ban ngày ban mặt, tôi cũng không thể bỏ qua cho anh được. Trần Hàn Lâm, anh cũng là một trang nam tử mà. Lúc người Nhật Bản tàn sát người Trung Quốc, tại sao các người có thể làm như không hay biết, có thể khoanh tay đứng nhìn được hả? Nếu phòng tuần bộ các người bảo chế cho người Nhật Bản hồi nhau ức hiếp người Trung Quốc, thì tin võ môn chúng tôi sẽ đạp đổ luôn phòng tuần bộ của các người. Các anh còn biết pháp luật không vậy? Pháp luật được dùng để bảo vệ bá tánh. Nếu pháp luật dùng làm tay sai cho người Nhật Bản thì có cũng như không. Bắt lấy họ. Dạ. Chúng ta đi. Không tiện. Đinh Lực, anh tới đây làm gì? Thám trưởng Trần, tôi tới tin võ môn để bàn chút chuyện thôi, không liên quan gì tới anh hết. Đừng có khi không gây sự nghe. Anh gây rối tôi với pháp thì liên quan tới tôi rồi. Bây giờ tôi không rảnh đôi co với anh đâu. Ai lo chuyện người nấy đi. Anh đừng có làm bừa đó. Đừng cản trở chuyện của tôi. Anh Cường, em tới đây làm gì? Cô Sơn Khẩu nhờ em làm chút chuyện thay cho cô ấy, giúp đỡ vậy thôi. Ai cho các người qua đây? Đứng ra sau! Không có lệnh của tôi không ai được nổ súng. Sơn Khẩu Hương Tử, bà còn dám tới đây à? Tôi sẽ lấy mạng chó của bà. Đừng hành động nóng vội. Hứa Văn Cường, bộ anh tưởng Sơn Khẩu Hương Tử là một người Nhật Bản bình thường à? Các người nghe thơ quá rồi. Lai lịch thật của bà ta là người đứng đầu Tổng hội Nhật Bản Thiên Lâm Hội, gây nợ máu chồng chất, giết hại vô số người Trung Quốc. Tôi giết bà ta không phải chỉ để trả thù cho sư huynh của tôi, mà còn là tiêu diệt mầm họa cho người Trung Quốc. Có hiểu không? Trước khi chưa làm sáng tỏ vụ gì, anh không thể giết bà ta. Xem ra hôm nay anh muốn giúp bà ta rồi. Anh bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Nếu là anh, anh có thể bình tĩnh không? Hôm nay trừ phi anh giết chết tôi, nếu không tôi nhất định phải lấy mạng bà ta. Cho dù tôi có mất mạng cũng phải bắt bà ta trả nợ máu. À, đây là tên võ môn của Lâm Bừa. Anh nghe tôi nói đã. Nghe nói cái gì chứ? Người Trung Quốc không có khí phách danh, có gì để nói nữa hả? Anh đang chửi ai đó? Tôi chửi anh đó. Nhóc con, có luyện võ thêm 10 năm thì tôi cũng giết chết được như thường thôi. Được cơ, lập tức đi khỏi đây. Anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Dẹp súng đi. Cô Sơn Khẩu, thật ngại quá. Xin mời. Hỏi gì? Hứa Văn Cường, anh có biết anh đang làm cái gì không? Tôi không thể để Sơn Khẩu Hương tự chết ở đây. Không thể cho bà ta đi được. Tôi biết. Tôi biết các huynh đệ của tên võ môn đều là anh hùng. Các vị đều rất yêu nước, tôi rất khâm phục các vị. Nhưng mà có một điều, chuyện này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Sơn Khẩu Hương Tử là khách của chúng tôi, tôi phải bảo đảm an toàn cho bà ta. Anh có hiểu không? Huynh đệ của tinh võ môn sẽ không cho bà ta đi.
Anh có bản lĩnh thì cứ bắn đi, giết chết hết chúng tôi. Anh đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi sao? Anh thấy huynh đệ của Tinh Võ Môn chết chưa đủ nhiều phải không? Người lẹ hết. Cô Sơn Khẩu à, bỏ về thôi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn gây thù với các vị, nhưng hôm nay Sơn Khẩu Hương Tử tới đây là một âm mưu. Tôi không muốn các anh bị mắc lừa. Hứa Văn Cường, từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ anh là một tay anh hùng, nhưng bây giờ xem ra anh cũng về phe với bọn Nhật rồi, nổi giáo cho giặc, ức hiếp đồng bào của mình. Anh đáng mặt một người Trung Quốc hay sao? Tôi cũng giống như anh, đều là người Trung Quốc. Đi. Cô Sơn Khẩu, cô có điều gì cần căn dặn? Đinh Lực không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Hắn hoàn toàn nghe lời Hứa Văn Cường. Đúng vậy. Tinh Võ Môn luôn chống đối với chúng ta. Nếu chúng mà biết Thiên Long Hội chúng ta muốn bán thuốc phiện sống ở Thượng Hải, thì chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt. Cho nên nếu Tinh Võ Môn đã chống đối với chúng ta tới như vậy, thì đừng giữ chúng lại nữa. Nhưng mà Tinh Võ Môn có thế lực rất lớn ở bên Thượng Hải, có rất nhiều môn sinh. Nếu muốn diệt tận gốc bọn chúng, e là không đơn giản đâu. Cho nên phải mượn thế lực của người khác. Trước đó anh đã làm rất tốt, lấy được lòng của Phùng Kính Nghiêu. Nếu Phùng Kính Nghiêu thật sự đứng về phía của chúng ta, thì miếng mồi béo bở bến Thượng Hải coi như đã tới miệng chúng ta rồi. Phùng Kính Nghiêu đã có được chức vụ quan ổng mà ông ấy muốn có, ông ấy đã là người của chúng ta rồi. Không hẳn vậy. Phùng Kính Nghiêu là một con cáo già, hắn không dễ gì đứng về phía chúng ta đâu. Hơn nữa, Hứa Văn Cường là một mối họa tiềm ẩn. Anh cảm thấy hắn với Phùng Kính Nghiêu chung một lòng sao? Không phải sao? Không phải. Hứa Văn Cường có suy nghĩ riêng của hắn. Hắn chỉ kính trọng Phùng Kính Nghiêu thôi, chứ hắn không răm rắp nghe theo Phùng Kính Nghiêu. Hứa Văn Cường sẽ không nghe lời bất cứ ai. Vậy tôi cho người theo dõi hắn, không để hắn làm ảnh hưởng tới chuyện của chúng ta. Không cần. Ngày mai anh hẹn Phùng Kính Nghiêu cho tôi. Tôi muốn gặp hắn ở Thiên Long Hội. Dạ. Đại đạo hẹn tôi tới Thiên Long Hội làm ân với cái đám người Nhật Bản này, chẳng qua là muốn lợi dụng chúng, không nên nể mặt chúng quá, để chúng gọi tới kêu đi dễ dàng. Tôi sẽ cho Đinh Lực đi để nó học hỏi thêm. Vậy Văn Cường thì sao? Không cho. Ông hơi lo về cậu ấy à? Không bao lâu nữa nó sẽ thành người nhà của họ Phùng. Tôi không biết sau khi nó vào họ Phùng rồi, tôi có thể yên tâm được hay chưa đây. Dạ, tôi đi chuẩn bị xe cho ông. Cô Phương, cô Sơn Khẩu, mời ngồi.
Cô Sơn Khẩu đúng là thần thông quảng đại, có thể tìm được đến tận nhà tôi. Không phải tôi thần thông quảng đại, mà là ở bến Thượng Hải có ai mà không biết tên tuổi của cô. Muốn tìm được cô không có gì là khó. Cô Sơn Khẩu, hình như cô quên tự giới thiệu rồi. Thật ra cô là người như thế nào? Cũng giống như cô Phương, là phụ nữ. Không, cô Sơn Khẩu không phải là người phụ nữ bình thường. Cô Phương cũng không phải là người phụ nữ bình thường. Tôi không có điểm gì hơn người khác. Cuộc sống ngày thường rất đơn giản. Ít ra, tôi không gây họa sát thân. Tôi biết, người mà tên thích khách muốn giết ở nhà hàng Hòa Bình không phải là tôi. Là tôi. Nhưng cô đã xô tôi ra ngoài, lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tôi có đắc tội gì với cô Sơn Khẩu sao? Cô Phương, xin cô đừng nói như vậy. Hôm nay tôi tới cũng chính là vì chuyện này. Tôi chỉ mới lần đầu gặp được cô Phương, nhưng trước đó tôi đã rất ngưỡng mộ cô Phương rồi. Làm sao tôi nỡ hại cô chứ? Lúc đó thật sự là tình thế bức bách nên bất đắc dĩ đã làm cô bị thương. Trong lòng tôi thấy rất áy náy, cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng phải tới đây để thăm hỏi cô. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô là người gì. Cô Phương không cảm thấy chúng ta giống nhau lắm sao? Tôi làm sao có thể so sánh với cô Sơn Khẩu được chứ? Cô không những nhan sắc hơn người mà còn văn võ song toàn. Đàn ông còn không thể sánh bằng cô, huống chi là tôi. Cô Phương, cô khách sáo quá rồi. Ông chủ lớn có tiếng nhất bến Thượng Hải, ông Phùng, chàng trai anh tuấn nhất, phong độ nhất Hứa Văn Cường đều phủ phục dưới gót của cô mà. Là một phụ nữ, vậy thì còn gì bằng. Cho nên hôm nay tôi tới còn có một lời thỉnh cầu. Hy vọng cô Phương đây có thể giúp tôi giải thích với ông Phùng và anh Hứa Văn Cường đôi lời. Thật tình tôi không có ý làm hại cô, chỉ thuần túy là tai nạn thôi. Cô Sơn Khẩu, cô hiểu lầm rồi. Cả đời này của ông Phùng chỉ yêu hai người phụ nữ. Một là người vợ quá cố của ông ấy, người kia là con gái yêu thương của ông ấy. Còn anh Hứa thì là vị hôn phu của cô Phùng. Cho nên chuyện mà cô vừa mới nói đó hoàn toàn không có căn cứ. Tôi nghĩ tôi không giúp được gì cho cô. Cô Phương đúng là quá khiêm tốn. Cô Phương, đây là thuốc đặc trị tôi đem tới cho cô, được bào chế theo cách tổ truyền của người bạn. Mời cô dùng thử. Còn cái này, tôi đặc biệt đem tới từ Nhật Bản. Thuốc phiện sống được chế tạo theo cách mới, có hiệu quả rất khác. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô nhất định phải biết yêu quý bản thân. Tâm trạng tốt đối với phụ nữ là rất quan trọng. Thử đi. Đại đảo tiên sinh, ông Phùng không tới, chỉ có một mình Đinh Lực tới thôi. Hả? Chỉ một mình Đinh Lực thôi sao? Phải. Lùi xuống đi. Dạ. Anh Đinh. Đại đảo tiên sinh. Xin mời. Cô Sơn Khẩu đến rồi. Chào anh Đinh.
Xin mời. Tại sao hôm nay chỉ có một mình anh Đinh tới? Còn ông Phùng... Chuyện làm ăn giữa Thương hội họ Phùng và Thiên Long hội do tôi phụ trách. Cô Sơn Khẩu, cách ăn mặc hôm nay của cô đúng là xinh đẹp khác thường. Trước khi tới đây, ông Phùng đã căn dặn. Mấy bữa trước, cô Sơn Khẩu đã gặp một phen kinh hãi. Bảo tôi tới đây phải thăm hỏi cô một lát. Cảm ơn ông Phùng đã quan tâm. Kẻ tập kích tôi là người của Tinh Võ Môn, không liên quan tới ông Phùng. Thương hội họ Phùng vì tôi mà bị lôi vào cuộc ân oán giữa Thiên Long hội và Tinh Võ Môn. Các vị không trách chúng tôi chứ? Chúng ta hợp tác làm ăn, coi nhau là bạn bè. Đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Ở Thượng Hải, đối thủ lớn nhất của Thiên Long hội chính là Tinh Võ Môn. Thương hội họ Phùng oai trấn tứ phương ở Thượng Hải. Sau này có thương hội họ Phùng là bạn bè thì Thiên Long hội không còn sợ Tinh Võ Môn nữa. Cô quá lời rồi. Anh Đinh, hôm nay mời các vị tới đây là muốn thắt chặt thêm mối quan hệ. Đây là chuyến hàng được chuyển tới nhờ bến cảng của ông Phùng lần trước. Anh Đinh có hứng thú xem không? Tất cả cũng nhờ ông Phùng giúp đỡ. Hôm nay, sở dĩ muốn nói rõ với ông Phùng là vì muốn tỏ rõ thái độ của chúng tôi. Chúng tôi coi thương hội họ Phùng là bạn bè của mình. Có tiền, chúng ta cùng chia. Người làm ăn mà, mục đích là kiếm tiền, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Số tiền này là chút thành ý, tiền trà nước đó mà. Chúng tôi hy vọng được tiếp tục hợp tác với thương hội họ Phùng. Người Nhật Bản các vị rất rộng rãi. Dạo này thương hội họ Phùng chúng tôi cũng đang có một số công việc khác cần sắp xếp, cho nên có lẽ... Anh Đinh, chúng ta đều bận rộn. 3 ngày sau, chúng tôi phải báo cáo với Tổng bộ Thiên Long hội ở Đông Kinh. Làm phiền anh Đinh, nhất định phải chuyển lời giúp, báo cho ông Phùng biết, cho chúng tôi một lời phúc đáp chắc chắn. Chắc chắn là anh Hứa rất quan tâm tới nội dung hợp tác giữa chúng tôi với thương hội họ Phùng phải không? Người cảm thấy có hứng thú là ông Phùng. Anh Hứa không quan tâm chút nào thật sao? Tôi vừa trả lời cô rồi. Bất kể chúng tôi và thương hội họ Phùng làm chuyện gì, anh Hứa cũng sẽ giữ thái độ này sao? Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì? Anh Hứa, xin mời. Anh Hứa, Thiên Long hội đánh giá rất cao địa vị của thương hội họ Phùng ở Thượng Hải. Hy vọng có thể tạo lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Anh Hứa đây là con rể hợp ý của ông Phùng. Địa vị của anh ở thương hội họ Phùng chỉ đứng sau ông Phùng. Thiên Long hội đương nhiên cũng rất coi trọng. Cô Sơn Khẩu quá cân nhắc Văn Cường rồi. Văn Cường chẳng qua chỉ là làm tròn chút bổn phận ở thương hội họ Phùng thôi. Anh Hứa khiêm tốn quá. Con người tôi thích nói chuyện thẳng thắn. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn hợp tác với thương hội họ Phùng là vì chuyện làm ăn của chúng tôi phải chịu sự mạo hiểm rất lớn. Thực ra cô muốn ám chỉ điều gì?
Anh Hứa là người thông minh. Chắc anh Hứa đã hiểu ý của tôi. Cô Sơn Khẩu, tuy chúng ta tiếp xúc không lâu, nhưng con người tôi thế nào, chắc cô cũng biết đôi chút. Tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Tôi có nguyên tắc làm người của riêng tôi. Nguyên tắc mà anh Hứa nói là gì vậy? Tôi là một người Trung Quốc. Cô Sơn Khẩu, trong mắt của cô, có lẽ tôi không phải là một người tốt gì, nhưng mà tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn làm một người Trung Quốc có lương tri. Nếu như cô không còn chuyện gì khác nữa, thì tôi xin cáo từ. Anh Hứa, thái độ của anh cương quyết như vậy, xem ra là không muốn chừa đường rút cho mình rồi. Cô Sơn Khẩu, con người tôi làm việc luôn theo quy củ, theo nguyên tắc. Tôi có lời khuyên cô. Cô ở nơi đất khách, mọi chuyện nên nghĩ kỹ trước khi làm, nên chừa thêm vài đường rút cho mình đi.